Không chỉ tại khu vực phía Nam mà tại miền Bắc, tình hình sạt lở cũng diễn ra hết sức căng thẳng dù chưa vào mùa mưa bão. Những người dân sống ở bên sông đã ví cuộc sống của họ như là trên miệng của hà bá, bởi nhà cửa tính mạng có thể bị trôi sông bất cứ lúc nào. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại một điểm nóng như vậy ở tại tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ với một trận mưa đầu mùa, chị Phạm Thị Thanh đã phải chứng kiến phần đất ông cha để lại bị cuốn trôi. Gian bếp thì ở trong tình trạng chờ sập. Giờ trong nhà chỉ còn mẹ già, con thơ, nên một tay chị phải thu vén, gia cố lại ngôi nhà. Cuộc sống thì bấp bênh. Mỗi một lần mưa lũ đến, gia đình bây giờ không biết làm thế nào. Mà đấy, đất thì lở, nhà thì sập. Thế cuộc sống thì nó rất là chấp chới. Không biết là hôm nay thế này, nhưng không biết là mai nó sẽ như thế nào. Bởi vì mỗi một trận mưa, gió rồi thì lụt lội. Nhà chị Thanh nằm ngay chân cửa đập cầu Liễu Sơn, nên dòng nước trên sông Phó Đáy đổ thẳng về đây. 7 hộ dân có nhà mép sông đều bị mất nhà, mất đất, với diện tích trung bình mỗi hộ lên đến 2.000 m². Câu chuyện ở Vàm Nao, An Giang tưởng như xa xôi, nhưng những ngày này lại rất gần họ. Ở An Giang thì thấy là cái vụ sạt lở rất nguy hiểm. Thế nhưng mà ở đây nó còn cao, còn sâu, cái vực này như thế này, nhưng mà chắc là cũng trên dưới 10 mét này, cho nên cái sự nguy hiểm nó còn hơn ở An Giang nữa. Mấy năm trước ấy, thì là nó sạt thì nó vẫn còn ít, nhưng mà khoảng 2-3 năm trở lại đây là nó sạt rất mạnh. Đấy, như những cái công trình phụ như giếng rồi chuồng trại mà tôi xây ở giáp bờ sông này là nó chuẩn bị chắc đến năm tới đây là nó sẽ sập hết. Đoạn sông Phó Đáy chạy qua địa phận xã Đồng Tĩnh có chiều dài gần 4,3 km và qua 5 trên 14 thôn dân cư của xã. Những ngày mưa lũ, 34 hộ dân ở đây đều phải sơ tán đến nơi khác vì những dấu hiệu sạt lở là rất rõ. Những vết xi măng mới chám này chỉ giúp người dân che đi sự lo sợ bên ngoài, chứ không giúp ngôi nhà đứng vững trước các trận lũ lớn, nhất là trong trường hợp ngôi nhà này đang bị xuống cấp và bị kéo tụt xuống lòng sông khi mà mức độ nước sông Phó Đáy lên cao mức độ này. Năm 2012, để đảm bảo an toàn cho tuyến đê, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở sông Phó Đáy. Đến năm 2014, công trình bắt đầu được triển khai và đến nay được khoảng 3 km thì lại dang dở. Điều đáng nói, khu vực sung yếu nhất, nguy hiểm nhất nằm phía dưới cầu Liễu Sơn cũ thì lại chưa được triển khai. Sụt lún là đã giáp vào cái nhà ở. Và đối với địa phương thì chúng tôi cũng đã trước mắt rồi cũng đã phải có cái phương án khi mà bão lũ đến thì chúng tôi cũng phải chủ động có cái phương án để mà di chuyển các cái hộ. Nhưng mà về lâu dài thì dứt khoát là phải kè cái đoạn sông đó. Dù cách xây nhà bên bờ sông tại miền Bắc và miền Nam là khác nhau, song nếu không sớm có giải pháp phòng tránh thì đều có chung một hậu quả, đó là mất đất, nhà tan, cửa nát, còn cuộc sống thì lúc nào cũng trông chênh bên miệng hà bá.